con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Chuyển Ngữ Bửu quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh Minh Tiến Đức Phong Và Huệ Trang Tập 203 Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản Trang 405 Sao Nguyện giả, đại bổn pháp tạng nguyện phân. Ngã tác Phật thời, sát trung Bồ Tát. Thần thông, trí huệ, biện tài, tướng hảo, oai thần, tất giai như Phật. Kim lai thành Phật, đắc toại sở nguyện giả. Hành giả, đại bổn ngôn. Nhĩ thời, pháp tạng giáo hóa chúng sanh, tu hành lục độ. Quảng hành giáo hóa, trí vô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm hạnh kim thành tựu hữu tư trang nghiêm giả dịch nghĩa sao nguyện theo kinh đại bổn ngài phát tạng nguyện rằng khi tôi thành phật bồ tát trong cõi nước thần thông trí huệ biện tài tướng hảo oai thần thảy đều như phật nay đã thành phật sở nguyện đã toại hạnh kinh đại bổn chép khi ấy pháp tạng giáo hóa chúng sanh tu hành lục độ giáo hóa rộng rãi khiến cho phô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm nay hạnh đã thành tựu nên có sự trang nghiêm như vậy đoạn này nhằm giảng rõ huyện và hạnh được đề cập trong lời sớ kinh chép thành tựu như thị công đức trang nghiêm thành tựu công đức trang nghiêm như thế công đức trang nghiêm được thành tựu như thế nào A Di Đà Phật tu nhân chứng quả là do đại nguyện và đại hạnh từ vô lượng kiếp đến nay tạo thành. Vì sao phải cầu sanh tây phương? Chẳng cầu sanh tây phương, chúng ta có thể thành tựu hay không? Nói theo lý luận, chẳng cầu sanh tây phương vẫn có thể thành tựu. Nhưng nói theo thực tế, đúng là rất khó thành tựu. Nhất định phải có hoàn cảnh kha khá. khá làm tăng thượng duyên cho sự tu học. Trong các cõi Phật, chỉ có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi trốn tu hành lý tưởng nhất. Nguyên nhân hết sức nhiều, chúng ta nhất định phải nhận biết rõ rệt điều này. Các vị Pháp Thân Đại Sĩ trong mười phương thế giới đều cầu sanh cực lạc. Chúng ta thường thấy chuyện này được đề cập trong Kinh Đại Thừa. Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều tuân thủ lời khuyên dạy của Phổ Hiền Bồ Tát mà cầu sanh Tây Phương. Chính Phổ Hiền và Văn Thù cũng tự cầu sanh Tây Phương. Chúng ta cũng nên suy nghĩ cho kỹ, Văn Thù và Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát trong viên giáo, vì sao vẫn phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Các vị đại Bồ Tát còn phải sanh về thế giới Tây phương là do hai nguyên nhân. Một là đến Tây phương cực lạc thế giới để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì đẳng giác Bồ Tát vẫn còn là chánh đẳng chánh giác, chưa chứng đắc vô thượng. Trừ điều này ra, các ngài còn cầu mong chi nữa? Đẳng giác Bồ Tát mong cầu thành Phật. Hai là các vị thượng thiện nhân ở cùng một chỗ Nhân duyên này quá hy hữu Này chúng ta tu hành trong thế giới này khó khăn Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ mọi người bất hòa Mỗi người có ý kiến riêng Vì thế nói làm việc khó làm người càng khó hơn xử sự, sự khó khăn cư xử với người khác càng khó hơn nhiều thế giới tây phương là nơi các vị thượng thiện nhân đều ở chung một chỗ chẳng phải là thiện bình phàm mà là thượng thiện thượng thiện là đẳng giác bồ tát quán âm thế chí văn thù phổ hiền là những vị như vậy hằng ngày ở chung một chỗ với các ngài mười phương thế giới chẳng có chuyện này chỉ riêng thế giới tây phương là có đại bổn là kinh phô lượng thọ thời liên trì đại sư Kinh Vô Lượng Thọ có sáu bản Trừ năm bản dịch gốc ra Có một bản hội tập do cư sĩ Vương Long Thư biên soạn Đặt tên là Đại A Di Đà Kinh Sở sao của liên trì đại sư trích dẫn Kinh Văn, Kinh Vô Lượng Thọ Thì đại đa số trích từ bản hội tập của cư sĩ Long Thư Cũng có chỗ trích dẫn nguyên văn từ năm bản dịch gốc Trong phần lời nguyện đã nói hết sức rõ ràng Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng A-di-đà Phật phát nguyện Tức phát tạng là đức hiệu của A-di-đà Phật khi Ngài còn là Bồ-Tát Ngã tác Phật thời sát trung Bồ-Tát Khi tôi làm Phật, các Bồ-Tát trong cõi nước Tây phương cực lạc thế giới toàn là Bồ-Tát Chúng ta từ cõi này niệm Phật hạ phẩm hạ sanh tới đó cũng là Bồ Tát. Trong thế giới này có mười pháp giới. Tây phương cực lạc thế giới chỉ có một pháp giới là Bồ Tát Pháp Giới. Do đó, nhân dân trong cõi cực lạc đều là Bồ Tát. Thần thông trí huệ biện tài tướng hảo oai thần chẳng khác A-di-đà Phật. Điều này chẳng thể nghĩ bàn là pháp khó tin chúng ta một thân đầy nghiệp chướng đới nghiệp vãng sanh sanh sang tây phương cực lạc thế giới bèn nghiễm nhiên giống như phật không chỉ là giống như phật mà thần thông trí huệ biện tài oai thần cũng giống như phật quý vị nói xem người nào có thể tin tưởng được điều này do đó pháp môn này được gọi là pháp khó tin nhưng chắc chắn đức phật chẳng nói dối trong kinh kim cang đức phật đã nói rất hay như lai là bậc chân ngữ chân là chẳng giả là bậc thật ngữ thật là chẳng hư dối là bậc như ngữ như ngữ là vừa đúng chẳng tăng chẳng giảm hoàn toàn là sự thật là bậc chẳng vọng ngữ là bậc bất cuốn ngữ bất cuốn là chẳng khoe khoang quá lố Chẳng vọng ngữ thì trọn chẳng lừa gạt kẻ khác Lời này do chính a di đà Phật tự nói Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc lại Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại Khác nào a di đà Phật đích thân tự bảo chúng ta Nay Ngài đã thành Phật ở Tây Phương Lại còn đã thành Phật mười kiếp Do đó mỗi nguyện trong 48 nguyện đều được thực hiện Chúng ta mong cầu sanh về Tây Phương Thì điều quan trọng nhất là tâm chúng ta phải giống như A-di-đà Phật Nguyện của chúng ta cũng phải giống như A-di-đà Phật Giải hạnh cũng phải giống như A-di-đà Phật Thì sẽ quyết định vãng sanh Kế đó là nói về hạnh Ở đây nói đơn giản về hạnh môn Nói đến cương lãnh lời trong sao nó đến lục độ thì lục độ là chánh hạnh giống như trong tòa cao ốc này nói với quý vị là tầng thứ nhất hay tầng thứ hai nhưng quý vị phải biết dưới tầng trệt của tòa cao ốc này còn có nền móng nếu chẳng có nền móng thì chẳng thể xây thành công tòa cao ốc này nền móng là gì nền móng của việc tu học Phật chính là tam phước được giảng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Vì lẽ đó, nói đến lục độ, mọi người đừng quên tam phước. Nó là cơ sở. Vì sao biết nó là cơ sở? Quý vị đọc Quán Kinh sẽ thấy phu nhân Vi Đề Hy cũng do gặp phải khổ nạn, chẳng muốn sống nữa. Chẳng muốn sống mà cũng chẳng thể chết. Chết được thì đỡ quá rồi. Lúc đó mới cầu Phật có chỗ nào tốt đẹp hay không? Con muốn cầu sanh về đó, con chẳng muốn ở trong thế giới xa bà nữa. Đức Phật rất từ bi, hiển hiện cõi nước của mười phương chư Phật trước mặt bà. Giống như hiện thời chúng ta xem tivi vậy. Mười phương các cõi Phật thảy đều trông thấy. Để phu nhân phi đề khi, hãy tự mình chọn lựa. Bà ta liền chọn trúng Tây phương cực lạc thế giới. Có thể thấy nhất định là Tây Phương cực lạc thế giới, thu thắng hơn các cõi Phật khác. Nên bà ta mới chọn lựa pháp môn này, chọn lựa nơi chốn này. Chọn lựa xong xuôi, bà liền cầu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình phương pháp nào để vãng sanh. Trước khi nói ra phương pháp, Đức Phật bèn dạy bà ta tu Tam Phước trước, bảo rõ với bà: Tam Phước là chánh nhân tịnh nghiệp của Tam Thế chư Phật chúng ta liền hoàn toàn hiểu rõ tam phước là cơ sở để học phật không riêng gì pháp môn tịnh độ mà tất cả hết thảy các pháp môn đều phải lấy ba điều này làm cơ sở vì sao vì đó là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư phật nay chúng ta học phật công phu chẳng đắc lực không đạt được kết quả nguyên nhân vì đâu tù lục độ mà không chịu xây đắp nền tảng nếu chúng ta cất nhà cất càng cao càng tốt nhưng không xây móng còn chưa xây xong nhà đã bị sụp đổ xây suốt một đời cũng chẳng thành công chư vị đồng tu phải hiểu học Phật thì bắt đầu học từ chỗ nào học khởi đầu từ chỗ này điều thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp Tôi lại bảo với quý vị Nếu chẳng có tâm từ bi Nếu trong tâm còn có tham, sân, si mạng Sẽ là bất hiếu, sẽ là bất kính Bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng Bởi lẽ Phật Pháp được kiến lập trên nền tảng hiếu đạo Điều thứ hai là thọ trì tam quy Trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi điều thứ ba là phát bồ đề tâm Tinh sâu nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả cơ sở đã hoàn thành thì mới tu lục độ quản hành giáo hóa trí vô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm giáo hóa rộng rãi khiến cho vô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm trí là khuyên dạy chỉ bảo hạnh của a di đà phật đã thành tựu tức là thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó. Sao tình hoa chúng giả như tịnh danh kinh thất chủng tịnh hoa dịch nghĩa sao các thứ hoa thanh tịnh là như bảy thứ tịnh hoa được nói trong kinh tịnh danh thông thường chúng ta cúng phật bèn dùng hương hoa để cúng dường hoa biểu thị cho điều gì biểu thị thất tịnh hoa Quý vị mỗi ngày đối trước Phật Bồ Tát cúng hoa Chẳng biết hoa có ý nghĩa gì Nói cách khác Quý vị cúng hoa mà chính mình chẳng được thọ dụng Hoa nhắc nhở bảy thứ tánh cảnh giác của chính quý vị Gọi chung là thất chủng tịnh hoa Bất luận quý vị cúng dường hoa gì Hệ thấy hoa liền biết nó biểu thị bảy ý nghĩa ấy Bèn từ phản tỉnh thất tịnh của chúng ta có hiện tiền hay không do vậy có thể biết trong phật môn kể cả hình tượng phật bồ tát hết thảy các thứ xếp đặt thiết lập đều nhằm biểu thị ý nghĩa về pháp để khơi gợi trí huệ quang minh cho chúng ta chẳng hạn như chúng ta cúng dường đèn đuốc nến nến tỏa ánh sáng tượng trưng cho trí huệ bát nhã nến càng cháy càng ngắn dần cháy đến cuối cùng chẳng còn gì nữa biểu thị ý nghĩa thiêu mình nhằm soi sáng người khác bỏ mình vì người nhằm biểu thị ý nghĩa này vì thế cúng đuốc hoặc cúng đèn dầu có ý nghĩa hết sức rõ rệt đèn điện chẳng có ý nghĩa rõ ràng như vậy cúng đèn nhằm biểu thị dùng trí huệ và đức năng của chúng ta để phục vụ hết thảy chúng sanh bỏ mình vì người có ý nghĩa này thất tịnh là sao nhất giả giới tịnh tam nghiệp tịnh cố sao một là giới tịnh vì tam nghiệp thanh tịnh giới tịnh là ba nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh tâm thanh tịnh thân thanh tịnh ngữ thanh tịnh lần này ở bắc kinh tôi gặp cụ hoàng niệm tổ lão nhân gia biết tại đài loan từ năm đến bắc Người thọ trì kinh vô lượng thọ rất nhiều Cụ rất hoan hỷ Bảo những người ấy có bao nhiêu người Có thể vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Tôi chẳng dám nói Nhưng khẳng định là Đài Loan có thể tiêu trừ kiếp nạn trong tương lai, thế gian này có đại tai nạn, chỗ ấy chẳng mắc nạn. Đồng thời, cụ cũng bảo chúng tôi, vào thời cực thịnh của triều đại mãn thanh, Vạn Thánh Điện là nơi niệm kinh vô lượng thọ. Trong cung đình, thỉnh Pháp Sư hướng dẫn mọi người cùng niệm. Cụ nói, chỉ có một câu A-di-đà Phật là ngữ nghiệp tịnh. Chẳng niệm A-di-đà Phật thì đều chẳng thể coi là thanh tịnh. Hết thảy các lời lẽ nói ra, dẫu giảng kinh, thuyết Pháp cũng đều là những lời lẽ thừa thải. Đấy cũng là nói rõ một câu A-di-đà Phật là lời thật những lời lẽ khác đều là thừa thải Đều giả chất, toàn là vô dụng Nói rõ tính cách trọng yếu của việc niệm Phật Người đồ đệ của Lão Pháp Sư Đế Nhàn niệm Phật ba năm bèn vãng sanh Vì suốt ba năm người ấy chẳng nói một câu vô ích nào Cụ Đế Nhàn dạy ông ta Ông niệm mệt bèn nghỉ ngơi Nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp Khi mất người ấy bèn đứng vãng sanh sau khi đã vãng sanh còn đứng sững ba ngày chờ thầy đến để lo liệu hậu sự ba nghiệp thanh tịnh thì ngữ nghiệp thanh tịnh quan trọng nhất nhiều sự hiểu lầm giữa người và người với nhau đều do lời ăn tiếng nói nếu quý vị suốt ngày từ sáng đến tối đều a di đà phật a di đà phật ai hiểu lầm tuyệt đối chẳng có ai hiểu lầm Hy vọng chúng ta phải ghi nhớ lời giáo huấn này Ba nghiệp thanh tịnh Thần lễ A-di-đà Phật Miệng niệm A-di-đà Phật Trong tâm nghĩ tưởng A-di-đà Phật Ba nghiệp liền thanh tịnh Chẳng tưởng A-di-đà Phật Sẽ giấy lên vọng tưởng Giấy vọng tưởng là tạo tác sanh tử luân hồi Hả quý vị có thể tránh khỏi luân hồi ư? Làm sao có thể thoát tam giới cho được? Có thể thấy là Ba nghiệp thanh tịnh vô cùng trọng yếu. Sao? Nhị giả tâm tịnh, phiền não kết lậu tận cố. Sao? Hai là tâm tịnh vì phiền não kết lậu đã hết. Tâm tịnh là trong ba nghiệp ý thanh tịnh. Giới tịnh vốn đã có thể bao gồm ý nghĩa ý nghiệp thanh tịnh này. Nhưng lời sao đều ra lần nữa nhằm đặc biệt nhấn mạnh vì tâm thanh tịnh, thân và ngữ nhất định thanh tịnh. Vãng sanh là tâm vãng sanh, thân chẳng thể vãng sanh. Đó cũng là tâm ý, nay chúng ta nói là tinh thần, chẳng phải là thân xác này. Chắc chắn là thân xác chẳng thanh tịnh, phải giác ngộ điều này. Tâm tịnh, phiền não kết lậu tận cố. Nghĩa là tâm tịnh hết sạch phiền não kết lậu phiền não thì mọi người đều biết kết là gì kết là vướng mắt trong tâm có vướng mắt lậu là nói tỉ dụ chỉ cần quý vị có phiền não có kết công đức của quý vị đều bị rò rỉ chảy mất vì vậy lậu cũng là một tên gọi khác của phiền não người học phật trước hết là đoạn phiền não rồi mới học pháp môn nếu chẳng dứt trừ phiền não sẽ chẳng có tư cách học pháp môn vì sao Vì pháp môn đã học đều là tà tri tà kiến thành lương đại sư đã nói rất hay nơi phần giải thích tự đề kinh trong bộ hoa nghiêm kinh sớ sau lão nhân gia đã nói có giải thiếu hành tăng trưởng tà kiến hành là tu hành có giải là học pháp môn hành là đoạn phiền não nói cách khác có pháp môn vô lượng thể nguyện học Mà nếu chẳng đoạn phiền não Thì sẽ tăng trưởng tà kiến Có hành thiếu giải Tăng trưởng vô minh Chuyện này rất phiền phức Vì vậy chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức Đã dạy chúng ta phải giải hành tương ứng Thì mới có thể đoạn phiền não Mới có thể phá vô minh Phiền não vô minh rốt cuộc là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Do vậy có thể biết mỗi người chúng ta vốn là Phật, vốn đều là Phật mà vì sao nay lại rơi vào tình cảnh này? Một câu nói của Đức Phật đã vạch trần gốc bệnh của chúng ta. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Vọng tưởng là vô minh, chấp trước là phiền não. Vì thế, học Phật thì trước phải đoạn sạch vọng tưởng và chấp trước. Vô lượng trí huệ và đức năng trong bản tánh của chúng ta sẽ tự nhiên hiển hiện. Nhà Phật tu hành là tu điều này, những thứ này cần phải đổ công dốc sức nơi tâm địa. Ngôn hạnh bên ngoài thuộc về trợ hạnh, điều quan trọng nhất là chuyển biến ý niệm. Trong tứ hoàng thể nguyện, trước hết là đoạn phiền não. Sau đấy mới học pháp môn Chư vị đồng tu nhất định phải biết điều này Giảng kinh thuyết pháp cho đến tam tạng 12 phần giáo Là để cho người chưa nhập môn sử dụng Mục đích nhằm giúp cho họ kiến lập chánh tính và chánh giải Tới lúc thật sự tu hành thấy đều chẳng cần đến những thứ ấy nữa Chư vị phải biết điều này Dụng công thì giống như trước hết là giảng giải bản đồ đi đường theo cách nào đến khi quý vị đã ở trên đường thì chẳng cần đến những thứ ấy nữa ta đã biết rõ đường lối đã quen thuộc ta đã đi trên đường rồi cũng chẳng cần phải nói tới những thứ ấy nữa cũng chẳng cần đến bản đồ đều chẳng cần nữa trong vô lượng hành môn chỉ có một câu a di đà phật Pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bàn Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói rất hay ức vạn nhân trung nhất nhị tri Tức là trong ức vạn người chỉ có một hai kẻ biết Thật sự liễu giải thấu triệt chẳng dễ dàng Hiện thời người niệm Phật tuy nhiều Nhưng người hiểu nguồn cội của việc niệm Phật trọn chẳng nhiều So theo tỷ lệ trên toàn thế giới hiện thời Người Đài Loan biết tịnh độ nhiều nhất Đài Loan là đảo báo Là phước địa Chỗ này sẽ chẳng gặp nạn Chúng tôi rất tin tưởng Vì lẽ đó Nhất định phải đoạn phiền não Phải đoạn tập khí Đoạn bằng cách nào Khi phiền não tập khí dấy lên hiện hành Nhà thiền nói rất hay Chẳng sợ niệm khởi Chỉ sợ chắc chậm Chắc chắn là sẽ giấy niệm nếu chẳng giấy thì quý vị đã là thánh nhân chẳng phải là phàm nhân phàm nhân thường giấy phiền não phiền não giấy lên đừng sợ mà sợ là quý vị chẳng giác giác là gì phiền não vừa giấy lên ngay lập tức chuyển nó thành a di đà phật đó là giác nói theo tịnh tông một câu a di đà phật là giác ở đây Tôi đặc biệt nói rõ cùng các đồng tu. Phiền não là gì? Trong tâm bực bội, chẳng như ý, chính là phiền não. Trong tâm vui sướng, thoải mái, vẫn là phiền não. Phải ghi nhớ điều này. Tâm thanh tịnh vốn chẳng có một vật, cho nên mừng giận, buồn vui đều là phiền não. Vì sao? Vì tâm quý vị động, tức là tâm chẳng bình thường. Do đó, khi chúng ta lo buồn, hãy ngay lập tức niệm A-di-đà Phật. Khi bực bội, bèn vội vã niệm A-di-đà Phật. Khi hoan hỷ, cũng vội vã niệm A-di-đà Phật. Trở nên hệ hoan hỷ, bèn quên bẳng A-di-đà Phật. Hệ quên bẳng thì vẫn là rớt vào trong phiền não. Nói cách khác, làm như thế nào để gìn giữ cái tâm thanh tịnh của quý vị? Điều này quan trọng lắm. Tựa đề của đại kinh có nói: "Thanh tịnh, bình đẳng, giác". Điều này trọng yếu. Trong 12 thời, quý vị có thể giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng giác, quý vị đang hành Bồ Tát đạo, thật sự là Bồ Tát đạo. Phương pháp là dùng một câu A Di Đà Phật. Khi nào niệm Phật là khẩn yếu nhất? khi khởi tâm động niệm ngay lập tức chuyển nó thành a di đà phật một câu a di đà phật có thể đoạn phiền não có thể phá kết lậu công đức vô lượng vô biên tùy thuộc chính quý vị có biết dùng hay không hữu hiệu hơn bất cứ gì khác sao tam giả kiến tịnh kiến pháp chân chánh bất khởi vọng tưởng cố sao Ba là kiến tịnh Vì thấy chân tánh của Pháp Chẳng dấy lên vọng tưởng Kiến là kiến giải Lục căng đối trước cảnh giới Sáu trần bên ngoài Trong tâm dấy lên phản ứng Đó là kiến giải Kiến Pháp chân tánh Bất khởi vọng tưởng cố Nghĩa là vì thấy chân tánh của Pháp Chẳng dấy lên vọng tưởng Chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài thì luôn khởi tâm động niệm thuận cảnh bèn khởi tham ái nghịch cảnh bèn dấy lên nóng giận chư vị phải biết tham ái là phiền não nóng giận cũng là phiền não hằng ngày lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài bèn sanh phiền não trong quá khứ chúng tôi đã giảng lục tổ đàn kinh lục căn của ngài huệ năng tiếp xúc cảnh giới sáu trần thường sanh trí huệ chẳng sanh phiền não Còn chúng ta sanh phiền não Do nguyên nhân nào? Do tâm Ngài thanh tịnh Tâm Ngài vốn chẳng có một Phật Ngài đương nhiên sanh trí huệ Tâm chúng ta chẳng thanh tịnh Trong tâm đầy ấp tham, sân, si mạng Tiếp xúc ngoại cảnh bèn sanh phiền não Sanh phiền não là vì chúng ta kiến giải sai lầm Cái thấy chẳng thanh tịnh nếu kiến giải chẳng sai lầm thì như thế nào? Thế gian này chẳng thật. Kinh Kim Cang nói rất hay. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi là gì? Trong 100 Pháp của Bách Pháp Minh Môn Luận, 94 Pháp đầu tiên đều là Pháp hữu vi. Chỉ có 6 Pháp cuối là Pháp vô vi chín bốn pháp đầu bao gồm tâm pháp tám thức tức tám tâm vương là pháp hữu vi năm mươi tâm sở cũng là pháp hữu vi hai mươi bốn món bất tương ứng vẫn là pháp hữu vi cho đến mười một sắc pháp cũng là pháp hữu vi Này chúng ta gọi sắc pháp là vật chất gọi tâm pháp là tinh thần theo quan niệm hiện thời tinh thần và hết thể vật chất đều là pháp hữu vi nếu là pháp hữu vi sẽ đều là mộng huyễn bọt bóng chẳng có thứ gì là chân thật nếu quý vị nhìn thấu suốt sẽ chẳng so đo cũng sẽ thường sanh trí huệ chẳng sanh phiền não vì sao vì thấy hết thảy đều vừa lòng nói thật ra thì khi nào vừa lòng hoặc trái ý đều chẳng có Hạ còn có tham, sân, si, mạng chi nữa Tâm thanh tịnh bèn cùng hết thảy vạn pháp bình đẳng Tây phương cực lạc thế giới và địa ngục A Tỳ bình đẳng Đối với Tây phương cực lạc thế giới chẳng có tâm tham ái Đối với địa ngục A Tỳ cũng chẳng có ý niệm chán ghét Bình đẳng mà Tâm đạt đến thanh tịnh bình đẳng Đó là kiến pháp chân tánh tây phương cực lạc thế giới do chân như bản tánh biến hiện địa ngục a tỳ và lục đạo luân hồi cũng do chân như bản tánh biến hiện do vậy có thể biết kiến giải thanh tịnh trọng yếu lắm đó là kiến tịnh trong quá khứ chúng ta còn nói tâm và vật hiện thời các nhà khoa học đã phát hiện chẳng có vật chất tồn tại chúng ta thấy hình tướng mọi vật rốt cuộc là gì nay họ đã phát hiện chúng là dao động là chấn động là hiện tướng tức tướng được biến hiện sanh từ dao động rốt cuộc là sống gì vậy các nhà khoa học còn đang nghiên cứu trên thực tế phật pháp bảo sống ấy là tâm ba tức sống tâm kinh hoàng nghiêm đã nói rất thấu triệt y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới duy tâm sở hiện duy thức sở biến Thức là sự dao động của cái tâm Biến hiện thành mười pháp giới Nếu chẳng có sự dao động ấy Pháp giới này sẽ được gọi là nhất chân pháp giới Tây phương cực lạc là nhất chân pháp giới Cho nên nó là bình đẳng Sao? Tứ giả Độ nghi tịnh Kiến thâm nghi đoạn cố Sao? Bốn là độ nghi tịnh Vì thế sâu xa đã đoạn nghi thâm là nói đến lý lý rất sâu người ấy đã thấy chân tướng của vạn hữu trong vũ trụ nên chẳng hoài nghi đặc biệt là tịnh tông tịnh tông là pháp môn bậc nhất để chư phật như lai giáo hóa chúng sanh đoạn phiền não chứng bồ đề kinh vô lượng thọ là kinh tịnh tông bậc nhất có thể nói là vô lượng vô biên kinh điển vô lượng vô biên pháp môn thể đều lưu xuất từ kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ là cội nguồn nếu chẳng đạt đến độ nghi tịnh sẽ chẳng thể tin tưởng bộ kinh này đạt đến độ nghi tịnh chẳng đơn giản độ là vượt qua nhiều nỗi nghi hoặc đối với vũ trụ nhân sinh và hết thảy các pháp môn người ấy thảy đều vượt qua đạt đến thanh tịnh rất khó Do vậy, tôi nói các đồng tu hiện thời có phước, thiện căn phước đức và nhân duyên của quý vị vượt trỗi hơn tôi nhiều lắm. Tôi phải mất 30 năm mới tin tưởng pháp môn này. Này quý vị nghe tôi nói liền tin ngay, đúng là chẳng đơn giản. Điều này chứng tỏ thiện căn của quý vị sâu dày hơn tôi. Đúng như Đại Kinh đã nói, trong đời quá khứ, chư vị đồng tu đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Giống như kinh Kim Cang đã nói, chẳng phải là đã gieo thiện căn nơi ba bốn năm đức Phật mà là trong đời quá khứ, quý vị đã gieo thiện căn nơi vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Hiện thời cho được chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, cho nên quý vị vừa được tiếp xúc bộ kinh này bèn hoan hỷ, vừa nghe liền tin tưởng tiếp nhận. Đó gọi là nhân duyên chính mùi Đích xác là hiếm có, khó gặp Đúng như cư sĩ Bành Nhị Lâm đã nói Một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Đáng nên mừng rỡ, đáng nên quý trọng Nhất định phải nắm chắc cơ duyên này Đoạn nghi sanh tính Như vậy thì chẳng có một ai không thành tựu Sao? Ngũ giả, phân biệt đạo tịnh thị đạo nghi hành phi đạo nghi xả cố sao năm là phân biệt đạo tịnh là đạo thì nên hành chẳng phải là đạo thì nên bỏ đạo là đường lối nói cách khác quý vị có thể nhận biết được đạo được nói ở đây chính là đạo thành phật đạo thành phật có tám vạn bốn ngàn có vô lượng pháp môn đạo là pháp môn trong nhiều pháp môn như vậy quý vị nhận biết một con đường gần nhất một con đường ổn thỏa thích đáng nhất trong một đời của chính mình quyết định có thể chọn lựa và nhận biết một con đường đạt đến mục đích điều này không dễ dàng đó là trí huệ là phước đức chẳng có đại trí huệ và đại phước đức thì trong vô lượng pháp môn làm sao quý vị có thể chọn lựa pháp môn này điều này không dễ dàng thị đạo nghi hành phi đạo nghi xả cố tức là đạo thì nên hành chẳng phải là đạo thì nên bỏ ở đây đúng sai có tuyệt đối và tương đối nói theo tuyệt đối hãy là đạo để minh tâm kiến tánh đó là thị đạo tức đúng với đạo nhất tâm bất loạn của tịnh độ tông chính là minh tâm kiến tánh của thiền gia đó là đạo Giới định huệ là đạo tuyệt đối Đạo tương đối thì phải là pháp môn nào thích hợp với căn tánh Thích hợp với sự hứng thú Thích hợp với hoàn cảnh sống của chính mình Chúng ta chọn lựa đạo ấy Tu hành sẽ chẳng gặp khó khăn Này mọi người chúng ta chọn lựa con đường trì danh niệm Phật này Nhất định phải hiểu rõ ràng Rành rẽ con đường này Con đường này là chánh trợ sông tu Chánh hạnh là trì danh niệm Phật Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ Trợ hạnh là những người như chúng ta Trong hiện thời chưa đến Tây Phương Vẫn chưa rời khỏi xã hội Chẳng rời khỏi nhân quần Chúng ta làm thế nào để cư xử cùng mọi người Trong ấy có khá nhiều nguyên tắc như Tam phước và lục độ đều thuộc loại trợ tu Tịnh tông học hội của chúng ta đề ra năm khoa mục tu hành. Thứ nhất là Tam Phước, thứ hai là Lục Hòa. Lục Hòa là đại giới căn bản của tăng đoàn Phật giáo. Vì sao trong hiện thời thế gian này chẳng có tăng đoàn? Là do mọi người đều chẳng tuân thủ Lục Hòa, nên chẳng phải là tăng đoàn. Vì lẽ đó, ta biết Lục Hòa rất trọng yếu. Tục ngữ có câu: Gia hòa vạn sự hưng. Nhà quý vị bất hòa, gia đình ấy chẳng thể nào khưng vượng. Đoàn thể, công ty, xã hội và quốc gia đều chẳng có ngoại lệ. Đương nhiên, điều trọng yếu nhất trong hòa là kiến giải. Hai điều phía trước là cơ sở. Đã có kiến thanh tịnh và độ nghi tịnh thì có thể thực hiện hòa. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, sau đấy sẽ là tam học lục độ mười đại nguyện phương chúng ta tu tịnh tông xử sự đãi người tiếp vật lấy năm khoa này làm nguyên tắc dùng năm khoa này để sửa đổi tư tưởng kiến giải và hành vi của chúng ta đó là đạo những gì vi phạm với những điều này thì chính là phi đạo nghi xã sao lục giả hành đoạn tri kiến tịnh sở hành sở đoạn thông đạt cố Sao? Sáu là hành đoạn tri kiến tịnh, vì đã thông đạt những điều nên hành, nên đoạn. Hành là những điều được thực hiện, trong hành có đoạn tri kiến. Sở hành sở đoạn thông đạt cố, vì đã thông đạt những điều nên hành, nên đoạn. Có những người quý vị bảo họ đoạn, họ cũng có thể làm được, nhưng rốt cuộc vì sao phải đoạn? người ấy chẳng hiểu rõ ràng do chẳng hiểu rõ bèn miễn cưỡng làm làm được một khoảng thời gian sẽ hoài nghi thậm chí ngã lòng hủy bán đều là do tri kiến bất tịnh chúng ta tu hành vì sao phải tu hành dựa vào gì để tu hành rốt cuộc tu hành gì sau khi tu hành sẽ đạt được kết quả như thế nào nếu đều biết từ nhân đến quả đều hiểu rành mạch rõ ràng đó là hành đoạn tri kiến tịnh sẽ chẳng có chướng ngại trên đường bồ đề sao thất giả niết bàn tịnh dĩ vô học cố sao bảy là niết bàn tịnh vì đã chẳng còn phải học nữa đây là thanh tịnh tối cực niết bàn là tiếng phạn thường dịch là diệt nghĩa là diệt vọng tưởng diệt phiền não diệt chấp trước thảy đều diệt trừ khôi phục tâm địa chân tịnh khôi phục bản tánh niết bàn cũng còn dịch là viên tịch viên là viên mãn tịch là thanh tịnh tịch diệt dĩ vô học do chẳng còn học nữa ở đây còn dịch là vô học có học sẽ chẳng thanh tịnh thanh tịnh sẽ chẳng có học đã tốt nghiệp rồi chư vị đồng tu phải ghi nhớ, hoa có bảy ý nghĩa này. Mỗi ngày khi quý vị cúng hoa, có nghĩ tới bảy thứ tịnh này hay không? Hoa là thất tịnh hoa, quả là niết bàn quả, quả là quả báo, hoa là tu nhân, tu nhân chứng quả. Chúng ta dâng trái cây cúng Phật, trái cây biểu thị quả báo. Tiểu thừa có tướng quả, Đại Thừa có Bồ Tát, có Phật Đó là những quả vị mà chúng ta kỳ vọng Chúng ta mong mỏi những quả báo ấy Thì phải thật sự tu nhân Hoa tượng trưng cho nhân Trước là nở hoa, sau là kết quả Biểu thị ý nghĩa này Vì lẽ đó, hoa chẳng phải là để cho Đức Phật ngắm Quả cũng chẳng phải là để cho Đức Phật ăn Phật không ăn mà cũng chẳng ngửi những thứ ấy. Vì vậy, cúng Phật, dân cúng những phẩm vật cúng dường trước Phật. Thứ nhất là để biểu lộ tâm ý cung kính của chúng ta đối với Phật. Cúng dường hoa hương để biểu lộ tâm ý cung kính. Dùng cái tâm kính Phật để kính hết thảy mọi người, kính hết thảy sự, kính hết thảy vật. Đức Phật dạy chúng ta điều này chúng ta cung kính phật mà chẳng cung kính người là sai mất rồi chúng ta bất kính người khác chính là bất kính đối với phật sự lễ kính đối với phật hãy còn có khiếm khuyết chẳng viên mãn thiện nhân thì phải kính trọng nhưng ác nhân vẫn phải kính trọng vì sao vì thiện nhân hay ác nhân đều là người thiện nhân lẫn ác nhân đều có phật tánh thiện nhân hay ác nhân trong tương lai đều sẽ thành phật do vậy lễ kính chẳng có giới hạn trong mười đại nguyện vương điều thứ nhất là lễ kính chư phật trong điều thứ hai xưng tán như lai thì xưng tán có sai khác đôi chút như lai và phật có ý nghĩa khác nhau phật là nói theo tướng xét theo sự tướng thì bình đẳng phải lễ kính bình đẳng nhưng đối với xưng tán thì phải nói là như lai như lai là nói đến chân như bản tánh tương ứng với tiêu chuẩn của tánh đức bèn khen ngợi chẳng tương ứng với tiêu chuẩn của tánh đức thì chẳng khen ngợi kính lễ mà chẳng khen ngợi thì cũng nhân nói là kính nhi viễn chi tức kính trọng nhưng tránh xa kính là chúng ta bình đẳng cung kính giống hệt như nhau Viễn là chẳng khen ngợi Kẻ đó là người ác Làm chuyện ác nên chẳng khen ngợi Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử Tham học 53 lần Đã làm mẫu cho chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử Tham phỏng thiện tri thức Trong 53 vị ấy Có người học Phật Có người là ngoại đạo Nam, nữ, già, trẻ Các nghề nghiệp thảy đều có Có người làm chuyện tốt cũng có kẻ làm chuyện xấu. Đối với thắng nhiệt bà la môn, thiện tài đồng tử kính lễ nhưng chẳng tán tháng. Đối với cô gái phạt tô mật đa, thiện tài đồng tử lễ kính nhưng không tán tháng. Đối với cam lộ hỏa vương, thiện tài đồng tử đến tham phỏng nhà vua, cũng là có lễ kính nhưng không tán tháng. Vì sao? Vì ba vị ấy tượng trưng cho tham, sân, si, làm sao có thể tán thán tham sân si cho được chẳng thể tán thán vì vậy phải lễ kính chẳng thể tán thán tán thán là xưng tán như lai chẳng nói là chư phật nếu là chư phật thì phải bình đẳng quyết định chẳng có sai biệt lễ kính chẳng có sai biệt còn đối với xưng tán thì phải dùng trí huệ nếu chúng ta bình thường cúng hoa cúng quả mà biết điều này thì cúng hoa quả sẽ đạt được vô thượng pháp hỷ cúng dường tượng phật hoa thơm nước trong cúng một chén nước trong rất trọng yếu người thật sự tu hành giống như trong niệm phật đường của ấn quang đại sư chẳng có hoa mà cũng chẳng có quả ngài chẳng cúng những thứ ấy vì sao vì chẳng có thời gian để lo liệu cúng dường đơn giản nhất là hương và nước nước biểu thị cái tâm, tâm thanh tịnh, nước thanh tịnh, nước bình lặng, biểu thị sự thanh tịnh, bình đẳng. Thấy một chén nước, Bèn nghĩ xem, cái tâm có giống nước hay không? Nó biểu thị pháp. Tuyệt đối chẳng phải nước đã cúng dường Phật ấy uống vào có thể trị bách bệnh. Thế nhưng, hiểu theo chân nghĩa thì thật sự là trị bách bệnh. Chẳng phải là uống vào trị bách bệnh. Mà quý vị hiểu ý nghĩa của nó. Tâm địa quý vị thanh tịnh, bình đẳng thì bệnh gì cũng đều chẳng có. Bệnh từ đâu ra? Do tâm quý vị chẳng thanh tịnh thì mới sanh bệnh. Tâm đã thanh tịnh, lẽ đâu sanh bệnh. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng sẽ chẳng thể sanh bệnh. Nước biểu thị thanh tịnh và bình đẳng. Hương biểu thị giới định chân hương. Hương cũng biểu thị tính người ta từng nói là tính hư. Vì vậy, học Phật chẳng mê tín Quý vị cúng dường những thứ này thì phải nói được đạo lý bao hàm trong ấy. Kinh đã dạy rõ ràng. Sao? Hải Đông vị luận tụng thanh văn. Kim vị diệt khả kim thông Bồ Tát như đạo phẩm diệt thông đại tiểu thừa cố. Dịch nghĩa sao? Ngài Hải Đông bảo hai câu ấy trong bài kệ tụng của vãng sanh luận nói về thanh văn nay tôi nói cũng có thể là nói đến bồ tát như đạo phẩm chung cho đại thừa lẫn tiểu thừa vậy hải đông là một vị cổ đại đức lão nhân gia bảo hai câu này trong vãng sanh luận nói về a la hán nói về thanh văn liên trị đại sư bảo hai câu này cũng có thể nói về bồ tát hoàn toàn chẳng hạn định trong thanh văn. Tiếp đó, Ngài nêu ra chứng cứ. Ví như 37 đạo phẩm, Tiểu Thừa nói 37 đạo phẩm, Đại Thừa cũng nói 37 đạo phẩm. Theo Thiên Thai Đại Sư, 37 đạo phẩm còn có tạng, thông, biệt, viên. Ví như nói đến tứ niệm xứ, thì có tạng giáo tứ niệm xứ, thông giáo tứ niệm xứ, biệt giáo tứ niệm xứ và viên giáo tứ niệm xứ thông biệt viên đều là pháp bồ tát 37 đạo phẩm đã áp dụng chung cho đại thừa và tiểu thừa đương nhiên hai câu này trong vãng sanh luận cũng có thể dùng chung cho tiểu thừa lẫn đại thừa liên trì đại sư giải thích trở nên hạng cuộc trong tiểu thừa vì kinh di đà không chỉ là đại thừa mà là Đại Thừa Viên Mãn Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ cùng bộ Là một bộ kinh Kinh kia nói cặn kẽ Kinh này nói đơn giản Tuy nói có cặn kẽ hay giảng lược sai khác Nhưng nội dung trọn chẳng khác nhau Vì thế Liên trì Đại Sư gọi hai kinh ấy là Đại Bổn và Tiểu Bổn Sau Tự Lan Võng Hàng Thụ Chí Thử y chánh cộng ngũ phiên trang nghiêm cực lạc chi nghĩa lược tận ư thị nghĩa là từ lan can lưới mành hàng cây đến đây tổng cộng là năm tầng trang nghiêm nơi y báo và chánh báo ý nghĩa cực lạc đã được trình bày đại lược trọn hết nơi đây tổng kết đoạn kinh trên đây nói rõ y báo và chánh báo trang nghiêm trong tây phương cực lạc thế giới trong y báo là lan can lưới mành hàng cây trong chánh báo là phật bồ tát a di đà phật là giáo chủ thanh văn và bồ tát là hóa bạn là đồng học bạn nữ đối với điểm này chúng ta ắt phải đọc đại kinh thì mới có thể thật sự hiểu rõ nói thật ra trong thế giới tây phương có những danh hiệu thanh văn duyên giác trời người hay không chẳng có vì sao chẳng có? Nếu thực sự có, tâm sẽ không thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, há còn có trời, người, thanh văn, duyên giác. Không chỉ ngay cả những danh hiệu ấy chẳng có, lại thư cùng chư vị, Phật, Bồ Tát cũng chẳng có. Trong tâm thanh tịnh, lấy đâu ra Phật, nơi ấy thật sự là một thế giới thanh tịnh, nhất chân Pháp giới. Đức Phật giới thiệu cho chúng ta chẳng thể không dùng lời phương tiện. Đã tới Tây Phương cực lạc thế giới, thì toàn bộ những danh tướng ấy đều chẳng có, đấy mới gọi là nhất chân. Trong tâm động một niệm sẽ là hai, chẳng phải là một. Do đó, Pháp giới ấy là nhất chân Pháp giới. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng sức tỉ mỉ. Bộ kinh này giảng giảng lược. Nhưng cũng đã trình bày đại khái trạng huống trong thế giới cực lạc Đúng là lược tận ưu thị Sao? Hạ văn chúng sanh sanh giả Cặp bổ xứ đẳng, diệt chánh báo trung nhiếp Nghĩa là chúng sanh sanh về cõi đó và bổ xứ vân vân Trong đoạn văn dưới đây cũng thuộc về chánh báo Cả một đoạn lớn tiếp theo đây sẽ nói về chuyện vãng sanh giới thiệu mười phương vô lượng vô biên chúng sanh trên từ đẳng giác bồ tát dưới đến chúng sanh trong ác đạo có thể nói là đối với chuyện vãng sanh tây phương cực lạc thế giới ai nấy đều có phần vấn đề là quý vị có duyên phận gặp gỡ pháp môn này hay không đã gặp quý vị có tin pháp môn này hay không nếu gặp gỡ mà có thể tin có thể nguyện Chẳng có một ai mà không vãng sanh Lý này rất sâu Nhưng xét về sự thì chẳng có Xét theo sự rất dễ dàng Đó gọi là tình khó hành dễ Kinh Hữu xá lợi phất Cực lạc quốc độ Chúng sanh sanh giả Giai thị A à bệ bạc trí Sớ Thừa thượng bất độc kiến tại bỉ quốc Vô phi hiền thánh đảng hữu sanh giả tất giai bất thoái giả dịch nghĩa kinh lại này xá lợi phất chúng sanh sanh về cõi nước cực lạc đều là a bệ bạc trí sớ tiếp nối ý trong phần trên không chỉ những người đang ở trong nước ấy không ai chẳng phải là hiền thánh mà chỉ cần sanh về cõi ấy thảy đều là bậc bất thoái Phàm là người phản sanh thế giới Tây Phương Từ 48 nguyện Chúng ta thấy Dù là hạ hạ phẩm phản sanh Trong cõi Phạm Thánh Đồng Cư Cũng là A Bệ Bạc Trí Cũng là Bất Thoái A Bệ Bạc Trí Là tiếng Phạn Dịch sang tiếng Hán là Bất Thoái Bất Thoái rốt cuộc là Địa vị như thế nào Cổ Đức Bảo Từ thất địa trong biệt giáo trở lên Mới có thể gọi là A Bệ Bạc Trí Địa vị này cao lắm Phạm Phu Thông thường khởi sự tu học Tu đến địa vị thất địa Bồ Tát trong biệt giáo Phải mất hai A Tăng kỳ kiếp Hạng Phạm Phu ấy chẳng phải là Phạm Phu Thông Tục Phạm Phu Thông Tục thì mỗi vị đồng tu đang hiện diện nơi đây Từ vô lượng kiếp tới nay Chẳng biết đã tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp Có thể nói là đã tu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thì quý vị mới có cơ hội cúng dường vô lượng vô biên chư phật như lai vì sao đến nay vẫn chẳng thành tượng hai a tăng kỳ kiếp tính từ lúc nào tính từ địa vị sơ trụ trong biệt giáo chưa chứng đắc sơ trụ trong biệt giáo thì đều chẳng tính giống như học hành trong nhà trường quá trình học tập tính từ lúc nào tính từ lớp 1 tiểu học, chứ thời gian học mẫu giáo thì chẳng tính. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành đều quẩn quanh trong lớp mẫu giáo, chưa hề lên tiểu học. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Vì thế, nói theo Phật Pháp, biệt giáo sơ trụ là đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Tính từ ngày ấy, sau hai A Tăng kỳ kiếp bèn chứng a bệ bạc trí hai a tăng kỳ kiếp là con số thiên văn thời gian quá dài chúng ta tu pháp môn này vài ngày bèn có thể vãng sanh kinh nói hoặc một ngày hoặc hai ngày tối đa là hoặc bảy ngày quý vị nghĩ xem có pháp môn nào nhanh chóng hơn pháp môn này mật tông nói tức thân thành phật nghĩa là thành phật ngay trong cái thân này ở đây chúng ta là 7 ngày hoặc một ngày bèn thành Phật Cao hơn họ quá nhiều Mấy ai thấy? Quá khó có Năm trước cư sĩ Châu Quảng Đại ở Washington DC Niệm Phật 3 ngày a di đà Phật đến tiếp dẫn ông ta vãng sanh Đúng là 3 ngày bèn thành tựu Chúng ta chẳng thể gọi Châu Tiên Sinh là Châu Cư Sĩ Vì ông ta chẳng học Phật Cũng chẳng nghe Pháp Chẳng tin Phật khi Lâm Chung bệnh nặng sắp chết mới gặp Phật Pháp, mới thật sự niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Niệm ba ngày cảm a di đà Phật hiện đến. Theo Phật vãng sanh, ba ngày ba đêm thôi nhé. Do vậy, vãng sanh sẽ đều là bất thoái chuyển. Sao? Sanh dài bất thoái giả, khổ nghi bị quốc cố đa hiền thánh, nhiên thị cửu tu thượng sĩ dịch nghĩa vãng sanh đều bất thoái là sợ nghi rằng cõi ấy cố nhiên có nhiều hiền thánh dĩ nhiên họ là bậc thượng thừa đã tu từ lâu thượng sĩ là nói đến đẳng giác bồ tát trong tây phương cực lạc thế giới hạ người như vậy rất nhiều sao kỳ tân sanh giả vị tất bất thoái dịch nghĩa chữ người mới sanh về cõi cực lạc chưa chắc đã bất thoái. Có nỗi hoài nghi này, ta vừa mới vạn sanh Tây Phương cực lạc thế giới, chỉ sợ làm chưa được, chỉ sợ sẽ bị thoái chuyển. Hễ lùi sụp khỏi Tây Phương cực lạc thế giới, tức là lại lùi trở về luân hồi trong lục đạo. Quý vị có từng nghe nói có ai bị lùi sụp trở lại hay không? Từ xưa đến nay, chưa nghe nói có người từ Tây Phương cực lạc thế giới lùi sụp trở về. Vì thế, phải hiểu là ở đây Tức Kinh Văn Đặc biệt nói rõ sự bất thoái Của người mới sanh về cực lạc Sao Cố ngôn bất luận thánh phàm Đảng vãng sanh giả Tức bất thoái chuyển Dĩ quyết kỳ chí giả Dịch nghĩa Vì thế nói Bất luận thánh hay phàm Chỉ cần là người vãng sanh Liền bất thoái chuyển Nhằm làm cho ý chí của họ Được kiên quyết vậy Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, tính tâm bèn kiên định, nguyện tâm bèn khẩn thiết, nghi hoặc liền đoạn trừ, đoạn nghi sanh tính. Sao? Đại bổn sở minh giả như phân. Dịch nghĩa, đại bổn đã nói rõ như trong kinh ấy có nói. Ở đây trích dẫn kinh vô lượng thọ. Sao? Sanh bị quốc giả, sử nhân thiên nghĩa, bất vọng động tác chung vô dâm nộ chi tâm ngu si chi thái dịch nghĩa người sanh về cõi ấy cư xử với nhau bằng nhân nghĩa chẳng làm chuyện sằng bậy trọn chẳng có tâm dâm giận chẳng có thói ngu si đoạn này nói lên hoàn cảnh tốt đẹp ở tây phương cực lạc thế giới ngoài duyên thù thắng chẳng có cảnh giới có thể dẫn khởi phiền não đới nghiệp vãng sanh nghiệp là phiền não tập khí trọn chẳng đoạn. Thế giới Tây Phương chẳng có duyên, sẽ không dẫn khởi phiền não tập khí của quý vị. Đây là nói rõ, cõi đó hoàn cảnh tốt đẹp, hoàn cảnh vật chất lẫn hoàn cảnh nhân sự đều tốt đẹp. Quý vị đến cõi đó, mọi chuyện vừa lòng, mọi chuyện như ý, những điều chẳng thể cầu được trong các cõi Phật khác đều được viên mãn trong thế giới Tây Phương. Đây là nói theo mặt sự sao hữu vân sanh bị quốc giả dài tất cụ túc tam thập nhị tướng chư căn minh lợi nải chí thành phật bất thọ ác thú dịch nghĩa lại nói người sanh về cõi ấy thể đều trọn đủ ba mươi hai tướng các căn sáng suốt nhạy bén cho đến khi thành phật chẳng đọa trong đường ác sanh về tây phương cực lạc thế giới trí huệ tướng hảo đức năng và thần thông của quý vị chẳng khác a di đà phật chư căn minh lợi tức các căn sáng suốt nhạy bén tức là trí huệ và thần thông giống như phật từ ngày vãng sanh cho đến khi thành phật bất thọ ác thú chẳng đọa trong đường ác không chỉ là chẳng thọ quả trong đường ác mà cái nhân trong đường ác cũng chẳng thọ nhân là tham sân si mạng đều chẳng thọ sao Hữu luận tụng vân Thiên nhân bất động chúng Thanh tịnh trí hải sanh Dịch nghĩa Lại nữa Trong phần kệ tụng của vãng sanh luận có nói Chúng trời người bất động Biển trí thanh tịnh sanh Hai câu này trích từ vãng sanh luận Thiên nhân bất động chúng Tây phương cực lạc thế giới chẳng có trời người Nhưng kinh di đà nói có trời cười thanh văn Kinh vô lượng thọ chỉ rõ trời người Là nói phương tiện Chẳng phải là nói chân thật Nói trời người thanh văn Do có hai ý nghĩa Thứ nhất là thân phận của quý vị Trước khi sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Như chúng ta có thân phận là người Sanh sang đó bèn gọi là người Trên thực tế đã đến Tây Phương cực lạc thế giới Thảy đều là Bồ Tát Nói trời người thanh văn là nói thân phận của quý vị trước khi vãng sanh quý vị từ cõi trời vãng sanh bèn được gọi là chư thiên quý vị là tiểu thừa hồi tiểu hướng đại cũng niệm phật vãng sanh bèn gọi là thanh văn chẳng phải là thanh văn thật sự tây phương cực lạc thế giới chỉ có bồ tát chẳng có thanh văn trời người phải biết điều này thứ hai nói một cách khác là luận theo mức độ đoạn phiền não khi quý vị đến tây phương cực lạc thế giới so với trời người a la hán trong các thế giới khác chúng ta đới nghiệp vãng sanh tây phương cực lạc thế giới tuy chỉ một điểm khác nhau là phật chẳng có phiền nặng còn chúng ta vẫn còn phiền nặng chúng ta là đới nghiệp vãng sanh nếu còn mang theo kiến tư phiền nặng chưa đoạn hết sẽ bằng với người trời trong các thế giới phương khác đã đoạn kiến tư phiền não Chẳng phá trần sa và vô minh Sẽ bằng với duyên giác và thanh văn Trong các thế giới khác Có ý nghĩa này Thật ra trong cõi kia Xác thực là chẳng có danh hiệu nhị thừa Thiên nhân Câu thiên nhân bất động chúng Trong vãng sanh luận Có ý nói Trời người đều khởi tâm động niệm Nhưng bất động Thanh tịnh trí hải sanh tức biển trí thanh tịnh sanh. Sao bất động tức bất thoái giảng, lương diệu niệm Phật chi lực, đắc y Như Lai trí hải, hàm nhuận nhi sanh, hữu tấn vô thoái cố. Sao bất động chính là bất thoái, ấy là do sức niệm Phật bèn được cậy vào biển trí của Như Lai thấm nhuận mà sanh, nên người trong cõi cực lạc có tiếng mà chẳng có thoái vậy công đức lợi ích ấy do đâu mà có? vì vậy nó là pháp khó tin. các pháp sư bên giáo hòa rất ít người tin tưởng. bậc đại đức bên thiền tông cũng không tin tưởng. hả có chuyện thuận tiện dương ấy? người thật sự triệt để đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh sẽ tin tưởng. do thấy chân tướng sự thật, người ấy tin tưởng. đúng như ngẫu ích đại sư đã nói. Những bậc như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh sẽ tin tưởng. Vì sao? Vì các ngài triệt để ngộ nhập thực tướng của các Pháp. Hạng người ấy tin tưởng. Đây là do thần lực của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, các thứ điều kiện ưu việt. Ngõ hầu, quý vị tuy đối nghiệp, nhưng nghiệp lực chẳng khởi tác dụng, chẳng khởi giấy lên hiện hành trong cõi ấy. Điểm này hết sức trọng yếu Chúng ta niệm Phật Nghiệp lực phiền não thường dấy lên hiện hành Đó chẳng phải là một hiện tượng tốt lành Vì chúng sẽ chứa ngại cho quý vị vãng sanh Chứa ngại quý vị chẳng đạt được nhất tâm bất loạn Chẳng đắc công phu thành phiến trong hiện tiền Đắc công phu thành phiến quyết định nắm chắc vãng sanh Tùy quý vị hiện thời công phu tu hành sức đắc lực Tiêu trừ một chút nghiệp chướng Tôi hỏi quý vị Có nắm chắc vãng sanh hay không? Chẳng nắm chắc Vì sao chẳng nắm chắc? Vì chưa thể chế phục phiền não Tùy tiêu nghiệp chướng đôi chút Nhưng khẳng định là tiêu chưa đủ Tiêu đến một mức độ nhất định Tâm quý vị thanh tịnh Công phu thành phiến Công phu thành phiến Không chỉ là nắm chắc vãng sanh Mà công phu tốt đẹp hơn Sẽ có thể tự tại vãng sanh muốn vãng sanh lúc nào bèn vãng sanh lúc ấy nay quý vị nương theo pháp môn này để tu học người nghiệp chướng tiêu một tí đạt được một tí tốt đẹp và lợi ích rất đông nhưng người đạt đến mức công phu thành phiến có thể nói rất quả quyết muốn đi khi nào bèn đi khi ấy hiện thời tôi vẫn chưa thấy có ai hy vọng mọi người hãy nghiêm túc nỗ lực tinh tấn tiến thêm bước nữa thì sẽ đạt tới chớ nên ngưng nghĩ đạt đến công phu thành phiến chúng ta lại tiến thêm bước nữa đắc sự nhất tâm bất loạn kinh đã nói rất hay tu hành trong thế giới xa bà một ngày bằng tu hành một trăm năm trong thế giới cực lạc nếu chúng ta tu đạt đến lý nhất tâm bất loạn trong thế giới này sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm trong tây phương cực lạc thế giới đây là phương hướng mà chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực đi theo hôm nay chúng tôi giảng tới đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh đồ nam mô a di đà phật